Xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của em Dân Trịnh nhé. Hôm nay thì bên nhà em lại về thêm cho chúng ta một số những mẫu dàn sản phẩm cực kỳ đẹp, cực kỳ hấp dẫn, muốn giới thiệu đến quý cô bác anh chị. Không để các bác chờ lâu nữa, bên em Dân xin đi và giới thiệu một số những mẫu sản phẩm luôn nhé. Cái dòng này là dòng đèn thờ này. Đấy, dòng này là dòng đèn thờ, em xin phép được tắt bớt bóng điện đi để đến cái mã sản phẩm nào thì em sẽ giới thiệu để cho nó đỡ hiệu ứng ánh sáng nhé. Đấy, sản phẩm đầu tiên trong cái video ngày hôm nay thì xin giới thiệu cho các bác đó là một cái dòng đôi đèn thờ bé. Cái đôi đèn thờ bé này thì nó là sẽ là bát hoa sen. Bát của nó là bát sen này. Thì như chúng ta đã biết thì thường thường là những cái bát mà trưng ở bàn thờ này thì nếu mà theo quan niệm của Phật giáo thì hoa sen nó mang rất là nhiều ý nghĩa, rất là tốt đẹp, những cái ý nghĩa rất là tốt luôn nhá. Con này thì nó sẽ sử dụng cho chúng ta đó là nguồn điện 220V. Các bác về các bác sử dụng, cánh của nó là bằng nhựa thủy tinh. Đấy. À, khung này của nó bằng thủy tinh này. Đấy, nhựa và thủy tinh. Đấy, và cái miệng của nó đỡ này bằng mạ đồng. Đấy, miệng của nó đỡ bằng mạ đồng này. À, nó rất là đẹp. Con này thì để em đo cho các bác cái kích thước luôn nhé. Kích thước của nó đây. Thì tổng kích thước của con này thì nó sẽ rơi vào 19 cm. 19 cm nhé. Ở đây thì em sẽ bán con bé này thì là sẽ bán theo cặp. Con bé này thì sẽ bán theo cặp cho chúng ta. Đó, thì khi mà các bác lên điện, lên đèn thì để các bác trên để trưng trên bàn thờ gia tiên, bàn thờ thổ công hoặc là bàn thờ Phật. Đấy, các bác nào theo đạo thì có thể để trên tất cả mọi bàn thờ thì nó vừa phù hợp. Đấy, với phong thủy của người Việt Nam. Đó, thì cái dòng cặp đèn thờ bé này thì các bác lên cho em mã này là mã 1. Cặp 1 nhé, mã 1 này. Mã 1 này. Đấy, các bác lên xem mã 1, con này thì bên nhà em đang bán với mức giá đó là 240k nhé. Đấy, cặp này các bác lên xem mã là cặp 1, giá của nó chỉ có 240.000 đồng một cặp thôi. Giá thì các bác yên tâm một điều đó là giá tốt luôn nhé, giá tốt luôn. Và các bác trưng lên trên bàn thờ thì cực kỳ phong thủy và cực kỳ ok luôn. Đó là cái mã sản phẩm đầu tiên. Một cái mã tiếp theo này, một cái mẫu này thì nó cũng là cánh sen nữa. Con này là cánh sen này, này nhụy sen này. Các bác có thể nhìn thấy đây là xung quanh của nó cực kỳ đẹp luôn. Xung quanh của nó là cực kỳ đẹp. Một cái mẫu này thì khung của nó là khung mạ đồng nhé. Khung mạ đồng, ba cái bát sen cho chúng ta này, ba cái bát sen. Và đây là nó có những cái lá sen. Đấy, lá sen. Và nó có những cái như kiểu như này là chúng ta cảm thấy nó là một cái nụ sen để mang đến cái những cái điểm mà như kiểu là đâm chồi này, lộc, hay là những cái điều tốt đẹp đến cho chúng ta. Cái dòng này thì các bác trưng lên bàn thờ ngày Tết thì rất là đẹp luôn. Đấy, trưng lên bàn thờ ngày Tết rất là đẹp. Con này thì nó có ba bông sen nhé, loại ba bông sen. Con này thì tổng chiều cao của nó nhé, để em xin đo cho các bác luôn. Tổng chiều cao của cái mã này của nó sẽ rơi vào 48 cm. Tổng chiều cao của nó là 48 cm. Con này thì em bán cả cặp, hoặc là nếu mà bác nào mà ưng thì ví dụ các bác bảo là anh chỉ cần một cái thôi thì em cũng có thể bán lẻ, nhưng mà thường thường thì các bác cũng có thể trưng một, trưng đơn hoặc là trưng đôi. Đấy, đôi thì các bác để hai bên, còn nếu ví dụ là một bên các bác đã có hoa hay là có một cái gì đó rồi thì chúng ta chỉ cần một cây thôi. Đấy, chỉ ở một bàn thờ chúng ta cũng có thể một cây hoặc là hai cây, thì đó là tùy của các bác nhé. Hai cây thì chúng ta sẽ đưa những cái đôi bông hoa này vào. Đấy, còn một cây thì các bác cũng có thể để, nó cũng chung là rất là hợp với bàn thờ nhà chúng ta. Đấy. À, một cái cặp này thì các bác lên cho em mã này là mã số 2 nhé. Mã này là mã số 2. Để em xin phép này, chỉ cần một chút. Mã số 2 này. Mã số 2 này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó đó là 600k nhé. Mã số 2 thì các bác lên cho em là mã 2. Mã 2. Con này bên nhà em đang bán với mức giá đó là 600k. Đấy, nếu mà khi đấy là các bác mua một cặp, còn nếu mà các bác mua một cây, một cái thì giá các bác sẽ nhỉnh lên cho em một chút xíu nhé. Để chỉnh chút xíu, còn cái đây cái lá đồng này của nó này các bác có thể chỉnh lại được. Đấy, những cái lá đồng này, đây là tượng trưng cho lá sen, đây là tượng trưng cho hoa, lá sen này, hoa sen này, đầy đủ luôn một bộ. Đó, các bác lên cho em mã này là mã số 2 nhé. Mã số 2, khung của nó là bằng khung mạ đồng này, nói chung là cực kỳ đẹp luôn, cực kỳ đẹp luôn. Đó, để em tắt điện đi. Đấy, các bác có thể tắt điện đi, đơn lẻ từng cái một này. Đấy. Rất là tiện luôn. Cái dòng những cái dòng to này thì chúng ta có cả điện nữa. Các bác bật trong những ngày Tết hoặc là những ngày mùng 1, ngày rằm thì chúng ta có thể bật được lên, rất là ok luôn nhé. Đó, để là các bác lên cho em mã là mã số 2. Một cái mã tiếp theo, một cái bộ bông sen 5 cánh này, và 5 bông sen này. Đó. Con này thì chúng ta cũng sẽ sử dụng cho em đó là nguồn điện 220V, các bác có thể bật tắt. Đấy, bật tắt công tắc, rất là đẹp.
cánh sen, hoa sen đều có cả nhé, trăm hoa đua nở nhé, trăm cánh sen này đó, một cái bộ rất là đẹp luôn này các bác này. Các bác có thể đặt xoay mọi chiều hướng nhé, các bác có thể đặt xoay mọi chiều hướng luôn, cực kỳ đẹp luôn đấy, cực kỳ đẹp. Đó, bên dưới này nó cũng có một cái lớp đèn nữa nhé, cái bên dưới này nó cũng có một cái lớp đèn nữa này đó, thì để nó tạo cho các bác một cái điểm nhấn lên cực kỳ ok luôn, cực kỳ đẹp đấy, cực kỳ ok và cực kỳ đẹp luôn đó. Một cái bộ này, này. Đó, rất là tiện lợi, rất là đẹp để các bác đặt lên bàn trưng, lên bàn thờ những ngày lễ Tết. Và đặc biệt là có công tắc này, và cái đèn dưới này nhé, nó sẽ tự động đổi màu, những cái đèn dưới này nó sẽ tự động đổi màu cho chúng ta đấy, mỗi lúc nó lại màu khác, lúc này nó màu khác nhé, nó rất là đẹp luôn. À, một cái bộ cánh sen 5 cánh đây đấy, để em đo cho các bác kích thước nhé. Con này thì chiều cao của nó sẽ không cao bằng con kia, con này chiều cao của nó sẽ thấp hơn cho chúng ta một chút, con này chiều cao của nó sẽ là 43 cm, tổng chiều cao là 43 cm nhé đấy. À, mạ đồng này. Nói chung là con này rất là đẹp. Đây, để tắt điện đi, em review cho bác cho nó dễ. Hàng khi bác nhận hàng nó là hàng mới luôn nhé. Hàng khi bác nhận hàng nó là hàng mới luôn. Đó, khi các bác nhận hàng đó là hàng mới luôn cho chúng ta. Hàng cực kỳ tuyệt đỉnh luôn và cực kỳ đẹp. Con này thì nói chung là thật sự với các bác luôn là không có thể chê được ở một cái điểm gì cả. Khi mà chúng ta về chúng ta trưng lên bàn thờ. Đấy. Công tắc bật tắt thì riêng biệt luôn nhé. Công tắc bật tắt thì các bác có thể bật tắt riêng biệt luôn rồi. Đó. Hàng ok luôn nhé, hàng này ok luôn. Giá của nó bên nhà em đang bán, các bác lên cho em mã này là mã 3. Mã 3 này. Mã 3. Con này bên em đang bán với mức giá đó là 800k. Trên một cặp 800.000 đồng một cặp này. Đấy. Còn nếu mà bác mua lẻ một cái cũng ok nhé, một cái em vẫn bán không sao cả nhé các nhé. Đó, các bác lên cho em mã này là mã cặp đèn thờ 3. Đấy, mã 3. Con này bên nhà em đang bán với mức giá đó là 800.000 đồng. Đấy, để đây là quay video là còn hơi nhìn hơi xấu đấy. Còn khi các bác trưng lên bàn thờ rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Đó, mã 3. Một cái mã đèn thờ tiếp theo. Một mã đèn thờ này cũng gồm có 5 cánh hoa chúng ta này. Đấy, các bác có thể bật điện lên này. Bật điện lên này. Cực kỳ đẹp luôn. Đấy, các bác có thể nhìn thấy cực kỳ đẹp luôn và cực kỳ nổi luôn nhé. Con này thì để em xin phép được đo cho các bác cái tổng chiều cao của nó. Dòng này thì tất cả của nó đều mã đồng. Đấy, nhưng tí nữa em sẽ giới thiệu cho các bác cái khung của nó khác với các con kia một chút. À, tổng chiều cao con này nó sẽ rơi vào 62 cm. 62 cm nhé. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Sử dụng cho chúng ta đó là nguồn điện 220V nhé. Nó sử dụng cho chúng ta đó là nguồn điện 220V. Để các bác về các bác có thể sử dụng. Hàng này thì nói chung là thật sự với các bác luôn là cực kỳ đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn, khung của nó này. Ở đây của nó là bằng cánh sen, các bác có thể nhìn thấy này, như kiểu đầm sen luôn. Đấy, tỉ mỉ đến từng chi tiết luôn nhé. Những dòng này tỉ mỉ đến từng chi tiết luôn. Dòng này là dòng VIP luôn này. Con này là con đẹp nhất. Con này con đẹp nhất. Nó cũng là ở đây chúng ta nó là 5 cánh hoa, 5 cánh sen. Đấy. Cánh sen này. Rất là ok. Rất là ok luôn nhé. Một cái bộ như thế này bên nhà em đang có cái mức giá của nó đó là 1.150.000 đồng. Các bác lên cho em mã này, mã 4. Tuyệt phẩm luôn các nhé. Đấy, các bác có thể nhìn thấy này, khi các bác về nó sẽ có một cái giắc cắm điện như này. Các bác chỉ việc cắm vào cái ổ điện của chúng ta thôi. Đấy, và chúng ta bật cái công tắc này lên. Đấy, dây của nó cũng khá là dài nhé. Để các bác có thể nhìn thấy. Đấy, các bác lên cho em mã này là mã 4. Giá của nó bên em đang bán với mức giá là 1.150.000 và bên em bao ship nhé. Mã 4 1.150.000 đồng và bên em bao ship. Đó, các bác có thể nhìn thấy cái siêu phẩm này để các bác trưng lên bàn thờ ngày những ngày lễ. Các bác bật điện lên thì nó rất là đẹp, không phải những ngày lễ mà là những ngày bình thường, mùng 1 ngày rằm chúng ta cũng có thể bật lên được. Con này thì cánh hoa sen này thì nó biểu tượng cho cả cái đất nước Việt Nam mình rồi, nên là các bác theo Công giáo hay là theo Phật giáo thì chúng ta đều có thể sử dụng được. Đấy, nhưng mà thực sự ra là Phật giáo là cánh hoa sen này cũng tượng trưng rất là nhiều đó, và cái này thì các bác chỉ cần trưng lên bàn thờ thôi. Đấy, để nó trang trí cho chúng ta, nó sự tôn nghiêm ở trên cái bàn thờ của chúng ta nhé các nhé. Hàng đẹp luôn, hàng này hàng đẹp luôn nhé. 1.150.000 đồng và bên nhà em bao ship cho các bác cái cặp đèn thờ này. Các bác đi qua kênh thì đừng quên cho em Dân Trịnh xin một nút like nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em Dân Trịnh xin luôn một đăng ký kênh với các bác nhé. Một cái sản phẩm tiếp theo bên em hôm nay review cho các bác cái một món bộ nồi năm đáy nhé.
Hàng này thì thương hiệu của Germany của Đức này. Đấy, hàng nguyên hộp luôn. Hàng nguyên hộp luôn nhé. Này. Review cho bác hộp mới luôn. Để em review cho bác hộp mới luôn nhé. Đó, trong này thì nó sẽ có cho chúng ta, đó là một cái bộ nồi này gồm có 6 món. Ở đây người ta đã ghi cái thông số chi tiết đi rồi. Ở đây người ta đã ghi cái những cái thông số chi tiết cho chúng ta rồi. Đây. Đây để em bóc cho các bác. Vùng này. Các cái vùng này. Đấy. Các cái xoong to xoong bé này. Các cái xoong to xoong bé này. Nó là xoong inox, nó là xoong inox thì nó sạch sẽ. Đấy. Ở trên thân này nó sẽ không bắt được từ. Đấy, sẽ không bắt được nam châm, nhưng dưới đáy này của nó sẽ bắt. Tại vì làm sao cái dòng này thì nó là bếp từ nên là dưới đáy của nó sẽ hít được nam châm, thì nó mới hít được từ tính nhé, nó mới có từ tính để nó đun được bếp từ nhé. Đó. Đấy, tí nữa em sẽ review chi tiết cho các bác luôn. Đây, để em để ra em review từng món một nhé. Em sẽ xếp xong ra để em review cho các bác cho nó dễ. Đấy, một cái bộ nồi của nó cho chúng ta đó là 6 món. Một cái bộ nồi này có 6 món này, 2 món này. Khi các bác nhận hàng như là đúng như này thôi. Đúng như này luôn. Đấy, bóc hộp ra cũng đúng như này luôn. Cho em. Hàng đảm bảo cho bác luôn là khi đến tay các bác là đúng như nhà em quảng cáo luôn. Đúng như nhà em quảng cáo nhé, nó sẽ có cho chúng ta đó là một cái nồi năm cái nồi, một cái chảo. Năm cái nồi và một cái chảo cho chúng ta. Đấy. Khi bóc ra là nó như thế. Đây, đầy đủ luôn. Đầy đủ luôn nhé, không thiếu một cái gì cả. Và hàng đây, em sẽ xin đi và được đi vào để em review cho các bác cho nó chi tiết từng món một ở trong cái bộ nồi như thế này. Bộ nồi này thì nó sẽ gồm có cho chúng ta đó là 6 món. Thì đầu tiên khác biệt nhất đó là một cái chảo. Đầu tiên khác biệt nhất là nó là một cái chảo. Cái chảo này là một cái dòng chảo trung dính. Cái dòng chảo này là dòng chảo trung dính các bác nhé. Đây. Thương hiệu của nó thì con này nó mất mặt kính này. Đấy, thương hiệu của nó là thương hiệu Erlenmeyer. Thực ra là nó không phải là gọi là Erlenmeyer thôi, nhưng mà mình gọi cho nó thuận mồm. Đấy. Thì trên thành này của nó thì nó sẽ không bắt được nam châm. Nó sẽ không bắt được nam châm, nhưng mà này, các bác có thể nhìn thấy đèn để nam châm nó trôi này. Đấy, nó trôi xuống dưới này này. Đó. Đấy, còn đáy của nó sẽ có nam châm hít. Đó. Vì nó có từ tính mà. Đó là một con chảo, đầu tiên là con chảo. Kích thước của con chảo này của nó nhé. Là 20, miệng của nó là 25. Sâu của nó là 7,5. Các bác về các bác thử test với nam châm cho em nhé. Đấy là dưới đáy này là sẽ hít nam châm, còn trên thì sẽ không hít nhé. Đó là một con, đầu tiên là con chảo trung tính này. Thứ hai đó là một con xoong to này. Con này mà các bác nấu lẩu, thứ ăn lẩu trong gia đình ngày Tết thì rất là tuyệt vời. Hoặc ở nhà chúng ta nấu nướng rất là tiện. 25 nhân lên với lại 15. 25 nhân 15. Đây. Thương hiệu của nó này. Đun bếp ga bếp từ thoải mái nhé. Đấy. Đấy, nó chỉ có hít ở cái đáy này thôi. Một cái xoong nhỡ này. 21. Sâu của nó là 12 năm. 21 sâu 12 năm. Toàn bộ cái chân thêm. Cái này là inox nhé. Không hít này. Một cái xoong nhỡ nữa này. 19 này. Sâu 11 này. Hai cái xoong con này. Nữa đây. Sâu của nó là 10,5 này. Miệng của nó là 17 này. Tất cả thì đều có nắp vung không? Tất cả thì đều có nắp vung, con này như con kia. 10,5. Miệng của nó là 17. Thương hiệu toàn bộ là Erlenmeyer và đun bếp ga bếp từ được. Thương hiệu của nó là thương hiệu Erlenmeyer và đun bếp ga bếp từ được. Cái bộ nồi này thì bên nhà em đang có mức giá cực kỳ ưu đãi cho bác luôn. Giá của nó chỉ có 700.000 đồng thôi. 700k. Bao ship.
700 ngàn đồng và bên em bao ship cho các bác cái bộ nồi Đức 6 món này nhé. 5 cái nồi này và một cái chảo. Thực ra cái này cũng không gọi là nồi, nó là gọi là xoong máy bột nhưng mà gọi là nồi cũng được, các bác nấu nướng thoải mái. Như nhà em toàn là đun nước pha mì tôm các thứ nấu vào cái xoong này. Đó. Một cái bộ nồi nữa thì nó cao cấp hơn. Bộ nồi này của nó cũng 6 món. Và nó cũng là bộ nồi inox ấy. Và nó cũng là bộ nồi inox này. Bên trên này thì các bác không hít được 500. Đấy, nhưng đáy của nó cũng hít được từ tính này. Đấy, nên là nó rất là bền. Nó rất là bền. Con này thì bộ nồi này là bộ nồi 9 đáy cơ. Cái bộ nồi nãy là giới thiệu cho các bác là bộ nồi 5 đáy. Còn bộ nồi này là bộ nồi 9 đáy. Bộ nồi này là bộ nồi 9 đáy này. Nam châm không hít. Đấy, xuống đến đáy này nó hít 500 này. Đấy, còn trên thành này là nam châm không hít này. Đấy, thả trôi luôn. Đấy, thả trôi luôn. Đó. Thì tất cả nó đều như thế nhé. Tất cả đều như thế để em không thử nam châm nữa, đỡ tốn thời gian của các bác và em chỉ đo kích thước cho các bác thôi. Đầu tiên thì nó là một con chảo, tất cả đều có nắp vung. Tất cả đều có nắp vung nhé. Cái dòng này là dòng chảo chống dính, cái dụng bộ nồi này là 9 đáy. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Kasai Villa. Kasai Villa hàng cao cấp luôn. Dòng này hàng cao cấp luôn nhé. Đây để em đo kích thước trước. 25. Sâu của nó là gần 8 cm. 25 sâu gần 8 cm. Thứ hai đó là một cái xoong to. Tất cả đều có nắp vung nhé. Tất cả đều có nắp vung hết nên là các bác yên tâm. Cũng 25. Chiều sâu con này thì là 14. Chiều sâu của nó thì là 14. 25 sâu 14 này. Con thứ 3. 21. Sâu 12. 21 sâu 12 nhé. Tiếp theo này. 19. Sâu của nó là 11. 19 sâu 11. Xong con này. Những cái dòng xong bé này thì các bác có thể rang thịt các thứ đi. 17. Sâu của nó là 10. Và cuối cùng nó là một con xong máy bột. 10. Và con này cũng là 17. Đó. Một cái bộ nồi Kasai Villa 9 đáy như này, bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó đó là 1 triệu đồng. 1 triệu đồng và bên nhà em bao ship 1.000k. Hàng của nó cũng là hàng mới nhé. Cái bộ này thì em đã bốc sẵn rồi, em review rồi, cho bác chốt rồi. Đấy. 1 triệu đồng và bên nhà em bao ship bộ nồi Kasai Villa 9 đáy. Nhà em thì có hai loại bộ nồi, bộ nồi 5 đáy và bộ nồi 9 đáy. Hàng thì đều là hàng inox tất. Đều là hàng inox rất là chất lượng nhé. Đấy, nên là các bác có thể yên tâm. Các bác đi qua kênh thì đừng quên cho shop em Dân Trịnh xin một nút like nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho em Dân Trịnh xin luôn một đăng ký kênh với các bác nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, một cái thớt Wheeling của Đức. Con này thì rất ok luôn, dày dặn. Hai mặt nhé, một mặt là mặt inox không sợ gì, một mặt là mặt nhựa. Con này thì một mặt các bác thái sống và một mặt các bác thái chín thì là tùy các bác. Các bác muốn chọn mặt nào thì chọn. Cái này nó cũng dễ. Rất dễ lau chùi thôi nên rất dễ rửa ráy, nên là các bác có thể chọn. Con này ví dụ là mặt này mặt chín, mặt này mặt sống thì tùy các bác. Đấy. Hai mặt nhé. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu Wheeling của Đức, giá 250.000 đồng và bên em bao ship nhé. Này. Germany của Đức này. Kích thước của nó này. 42 nhân với lại 31 gần 31. Đấy. 42 nhân 31. Con này thì độ dày của nó này. 2.5 cm. Giá rất là mềm luôn, có tay xách đàng hoàng luôn này. Có tay xách đàng hoàng luôn này. Con này bên nhà em đang bán với mức giá đó là 250.000 đồng. 250.000 đồng và bên nhà em bao ship 250k và bên nhà em bao ship cho các bác luôn cái mã thớt inox này. Đó. Một cái mã tiếp theo. Một con chảo Nhật. Con này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của Shikisai. Dòng này thì hàng ok luôn này, thương hiệu của nó là thương hiệu của Shikisai. Đấy, Indistinct này. Đun được bếp từ luôn, đun được bếp từ bếp hồng ngoại luôn nhé. Các bác nấu nướng thoải mái luôn. Nó rất là chắc chắn. Con chảo này thì lên đến là 28 cm, hàng nội địa Nhật, hàng xịn luôn. 28 cm. Lọt lòng. Chiều sâu của nó nhé. 7.5 cm. Hàng xịn luôn.
hàng xịn luôn, Shikisai thì các bác yên tâm rồi. Đấy, thông số kích thước của nó này, đầy đủ một cái bộ này của nó. Đấy, đun bếp ga bếp từ thoải mái luôn. Đó, đến đun bếp điện. Con này bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó đó là 350.000 đồng. 350.000 đồng, và bên nhà em bao ship cho các bác cái chảo này nhé. 350k và bên nhà em bao ship. Các bác lên cho em mã này, mã chảo Nhật Shikisai. Đấy, Shikisai này. Đấy, 350k bao ship, 350.000 đồng ở bên nhà bao ship. Shikisai và bạn ok luôn, hàng chất luôn nhé, hàng chất luôn. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái dòng tấm pin năng lượng mặt trời này. Này, các bác biết cái độ cứng của nó rồi, em đấm vào còn thoải mái luôn. Con này thì của nó thì có thể lên được 21W, các bác có thể sạc được ở cái giải của nó rất là rộng. Đấy, từ 14V, 16,8V. Nói chung là đây, cái chi tiết của nó đây để các bác có thể tham khảo. Một cái tấm pin năng lượng mặt trời này thì đây, để em đo cho các bác cái phần về cái phần kích thước luôn. Đấy, để các bác có thể về chúng ta sẽ tham khảo để chúng ta sẽ sử dụng cho cái mẫu của nhà chúng ta nhé. Ở đây là đây, nó ghi cả kích thước ở đây của sao này. Đây này, 350 là 335 phân, 35 cm nhân lên một chiều 42, và độ dày của nó là 1,7 cm. Đấy, và độ dày của nó là 1,7 cm nhé. Đó. Cái dòng này của nó thì các bác chỉ việc về và các bác sử dụng thôi. Các bác chỉ việc về và các bác ấy vẫn sử dụng được đây. Còn cái kích thước thực tế của nó đây, 35 đúng rồi, 42 và sâu 17. Con này thì ở bên nhà em đang bán với mức giá đó là 180.000 đồng nhé. Đây, phụ kiện thêm cho chúng ta đó là một cái giá như này. Đấy, con này thì là 180.000 đồng, kính xịn luôn. Các bác có thể có một cái đầu để các bác kết nối này, để các bác sạc vào những cái dòng pin 12V các thứ đều được. Đấy, quạt tích điện các thứ thì chúng ta có thể ok. Đấy, hoặc là các bác nào mà cái đèn năng lượng của các bác ấy mà pin nó hơi bé thì các bác có thể cắt ra, các bác đấu vào đây, các bác có thể cắt, các bác đấu thoải mái luôn nhé. Con này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 180.000 đồng. Đây, để em ghi giá vào đây luôn. Đấy, các bác lên cho em mã này, mã tấm pin năng lượng nhé. Tấm pin năng lượng 180.000 đồng. Cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái mẫu máy xay hạt khô này. Con này thì các bác xay thoải mái luôn, xay gạo. Tốc độ vòng quay cực kỳ lớn luôn nhé. Tốc độ vòng quay của nó cực kỳ lớn luôn. Đó, thì để các bác xay đây. Cách sử dụng thì các bác cũng phải, con này cũng cơ chế của nó rất an toàn. Tốc độ quay của nó cực kỳ lớn nên là các bác có thể xay tiêu, điều, cà phê, lạc vừng đều có thể xay được. Đấy, thậm chí cả ớt xay. Đấy, để các bác ớt xay. Hàng này của nó thì là hàng mới luôn, con này thì đây. Hàng mới luôn nhé. Công suất của nó là 250W, sử dụng cho chúng ta đó là nguồn điện 220V. Đấy, để xay tiêu, điều, ớt, cà phê các thứ đều có thể xay được nhé. Nó rất là tiện, nó rất là tiện trong gia đình. Nói chung là nhà bác nào cũng nên có một cái để các bác thỉnh thoảng các bác xay. Thỉnh thoảng chúng ta xay. Con này thì ở bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó đó là 90.000 đồng. Các bác lên cho em mã này, mã máy xay hạt khô nhé. Máy xay hạt khô 90k. Máy xay hạt khô này 90k. Đấy, 90.000 đồng nhé. Rất là ok luôn. Đó, các bác lên cho em mã máy xay hạt khô, hàng mới luôn nhé. Đấy, thân của nó bằng ngoài bằng inox, thân ngoài của nó bằng inox, rất là tiện. Rất là tiện và xịn sò luôn. 90k. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, hôm nay bên nhà em lại về rất là nhiều những cái màu dòng mã máy sấy tóc của thương hiệu Toshiba. Máy sấy tóc của thương hiệu Toshiba này. Con này thì sấy tóc cũng rất là tiện, nó sấy tóc cũng rất là tiện luôn. Nó là có một cái giá để các bác treo lên tường, nó có một cái giá để các bác treo lên tường này. Con này thì nó là thương hiệu của Toshiba này. Công suất của con này nó lên đến 1200W nhé, công suất 1200W. Và con này sử dụng điện của nó là điện 220V. Đấy, rất là tiện luôn. Đây, để em cắm cho các bác luôn. Hàng này hàng xuất nên là nó sẽ sử dụng được. Các bác này, giá treo đây nhé, các bác bật này, rất là mạnh luôn. Đấy, rất là ok luôn. Công suất nó lên đến 1200W nên là nó rất là nhanh ấm. Và các bác có thể sấy tóc rất là nhanh khô luôn. Đấy, các bác sấy tóc rất là nhanh khô luôn nhưng mà rất là tiện luôn.
đấy, da hơi nóng cực kỳ luôn. Không những là các bác có thể sấy tóc mà các bác có thể sấy quần áo đấy. Dùng xong thì các bác lại treo lên, dùng xong các bác lại treo lên, treo lên giá đấy, rất là tiện luôn nhé. Một con máy sấy tóc của thương hiệu Toshiba đấy. Toshiba như này. Con này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó chỉ có 300.000 đồng thôi, 300k, và bên nhà em bao ship cho các bác cái dòng mã máy sấy tóc như này nhé, 300.000 đồng và bao ship cho các bác cái mã máy sấy tóc này. Hàng đẹp và hàng tốt luôn, nên là các bác yên tâm. Hàng đẹp và tốt luôn nên là các bác yên tâm nhé. Hàng xịn sò luôn. Máy sấy tóc của thương hiệu Toshiba. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, một cái dòng bơm tay này. Đấy, các bác cái dòng bơm này thì các bác bơm xe máy, bơm xe đạp rất là tiện ở nhà. Đấy các bác đây, các bác chỉ cần việc đặt là xuống cái nền thẳng như thôi này. Đấy và các bác bơm này. Đấy và các bác bơm này. Đấy, các bác bơm xe máy, bơm xe đạp các thứ rất là tiện lợi luôn. Dây của nó cũng là dây chịu áp lực. Đấy, dây của nó dây chịu áp lực này. Con này em đang xa le đang giảm giá cho các bác luôn nhé. Đấy, rất là tiện lợi, nó có cả đồng hồ luôn này, mà hơi da của nó rất rẻ, hơi da của nó rất rẻ. Nó có đồng hồ độ áp lực này. Con này thì thương hiệu nó là thương hiệu Stanley. Stanley Japan. Con này thì giá cũ bên em đang bán với giá là 180, đang giảm giá cho bác xuống 150.000 đồng. Đấy, con này thì kích thước của nó nhé. Tổng chiều cao của nó là 64 cm. Đấy, hàng đẹp luôn, hàng đẹp luôn nhé. Thương hiệu của Stanley. Con này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá là 150.000 đồng. Giá tốt luôn. Giá tốt cho các bác luôn nhé. 150.000 đồng một cái dòng bơm 2T của thương hiệu Stanley này. Để các bác có thể sử dụng nó thoải mái luôn. Đấy, sử dụng thoải mái luôn mà bơm rất là ok. Bơm của nó rất là ok. Đấy. Bơm xe máy, bơm xe đạp rất là tiện. Đấy, nói chung là nếu mà như mà bơm cái xe đạp, bánh xe đạp của con bé như em đi học ấy, sáng ấy, thỉnh thoảng nó hết hơi ấy, thì em bơm khoảng tầm dặn khoảng 10 phát là đầy, là căng. Đấy, thì tùy theo cái mức độ mà bánh xe của các bác, nói chung là bơm rất là tiện. Bơm xe máy xe đạp thoải mái. Nhà ai nên cũng nên có một cái này để nhiều khi là sáng sớm ra xe nó non hơi một chút thì chúng ta có thể bổ sung hơi. Đấy. Mà con này thì dùng xong các bác để chỗ khô ráo thoáng mát nhé, thì các bác để khoảng hơn chục năm vẫn thoải mái, vẫn dùng thoải mái. Nếu mà chúng ta không có sự cố gì, không để bình thường như này, cứ để bình thường này trong xó nhà ấy, thì khoảng chục năm, hơn chục năm nó mới hỏng, nó mới bắt đầu ấy được. Đấy, nên là nó rất là bền, rất là bền. Ngoài ra ở đây thì nó còn có những cái đầu thay thế này. Ngoài ra đây nó cũng như đầu thay thế này. Đấy, bơm bóng các thứ này thì chúng ta nhét vào đây. Đấy, nó rất là tiện lợi nhé, nó rất là tiện lợi luôn. Đó, các bác lên cho em mã này là mã bơm tay nhé, Stanley. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, một cái dòng chiếu điều hòa này. Chiếu điều hòa này thì chiếu mây. Con này thì mùa đông hay mùa hè các bác đều nằm được hết. Đấy, mùa đông hay mùa hè các bác đều nằm được, nhưng nằm con này nó dễ chịu, nó hút mồ hôi cực tốt luôn. Và nằm mùa đông ý, thì các bác chỉ nằm một lát là nó lại ấm lại, một lát lên nó lại ấm lại luôn nhé. Con này thì hàng đẹp luôn này, lót viền lụa, dòng này là viền lụa này, cực kỳ chất luôn. Đấy, nó có hai mặt, các bác mùa đông các bác có thể lật mặt cái gối này không nói này. Đấy, còn cái chiếu này mùa đông các bác có thể lật ngược lại, mùa đông các bác lại có thể lật ngược lại này, để các bác nằm mặt trong này. Thì cái mặt trong này thì nhiều khi là nó cũng có là màu xám, đấy thì cũng có là khi là màu trắng này, thì mặt này thì cố định rồi một màu. Hàng đẹp luôn nhé, hàng đẹp luôn, viền lụa nhé. Con này thì nó có đầy đủ các kích cỡ cho các bác luôn, chiếu 1m2, chiếu 1m5, chiếu 1m6, chiếu 1m8, chiếu 2m và chiếu 2m2, xin lỗi. Đấy, ở đây thì kích thước của nó đây em đã ghi sẵn vào đây. Chiếu 1m2 nhân 2m là giá là 320.000 đồng. Chiếu 1m5 nhân 2m là 340, chiếu 1m6 nhân 2m là 360, chiếu 1m8 nhân 2m là 380, chiếu 2m2 nhân 2m là 420. Và cái giá tiền này thì bên nhà em đã bao ship cho các bác rồi. Đấy, bao ship các bác rồi, và các bác nhận hàng nhà em thì các bác yên tâm một điều, đó là nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái nhé. Viền lụa cực đẹp luôn, hàng của Nhật, chiếu Muji nhé, hàng xịn luôn Muji. Đấy, Muji này. Đó, hàng rất là chất lượng luôn nhé. Đó, các bác lên cho em mã này, mã chiếu điều hòa nhé, chiếu điều hòa. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, lâu lắm rồi không giới thiệu, quên không giới thiệu cho các bác cái dòng bơm 2T, bơm dẫn chân này. Đấy, cái dòng này thì nhà em lúc nào cũng bán nhé. Này, các bác về có giận này. Đấy, da hơi rất khỏe luôn, dây chịu áp lực nhé, dây chịu áp lực này. Đấy, dây chịu áp lực. Con này thì nó có cái chốt ở giữa đây, nó có cái chốt giữa đây. Đấy, thì các bác về có sử dụng, khung của nó là khung thép nhé các bác nhé, khung của nó là khung thép này. Nên là rất là cứng chắc, rất là cứng chắc luôn. Đấy, dòng này là 2T 2 piston, hai bơm 2T 2 piston. Các bác về các bác chỉ cần đặt thẳng xuống nền này. Đấy, và các bác dẫn thẳng chân ra. Đấy, là được. Đấy, các bác cứ dẫn thẳng chân ra cho em là được.
đấy, dẫn mạnh, dẫn thẳng chân đấy. Dây chịu áp lực này, đầu vòi của nó này, có những cái đầu bơm bóng này, có những đầu bơm bóng này đấy. Con này thì bên em đang bán với mức giá đó là 200.000 đồng, 200.000 đồng một cái dòng bơm 2T này, và bên nhà em bao gồm phí ship luôn nhé. 200.000 đồng một cái bơm 2T này, và bên nhà em bao ship cho các bác luôn cái mã bơm 2T này, rất là ok luôn, hàng này đẹp, rất là chất lượng luôn đó, nên là các bác có thể yên tâm, các bác có thể yên tâm nhé. 200.000 đồng bao ship, hàng đảm bảo cho bác luôn, bơm ô tô, bơm xe đạp, bơm xe máy đều được, hàng của thương hiệu Stanley. Stanley hai ống T này, hàng của Japan, hai Stanley Japan, hai ống rất là chắc khỏe luôn. 200k bao ship, 200k với bên nhà em bao ship nhé. Bơm 2T, 2 bít tông. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, đây 200k em ghi vào đấy nhé, là một cái dòng mic hát karaoke. Ngày gần Tết rồi, thực ra luôn với các bác luôn là những cái dòng này rất là hot luôn. Đấy, nhà bác nào mà có bộ dàn âm thanh rồi mà Tết, mic không dây cũng được. Thế nhưng mà nhiều khi mic không dây mà các bác hát xong các bác để quên ý, nó hay bị chảy nước, nó hay bị dỉ. Còn cái dòng này nhé, hát xong rút ra phát vứt vào tủ, sang năm lại quay lại hát tiếp, không bao giờ việc gì cả. Đấy, các bác để muốn nằm được. Đấy, thương hiệu của nó là thương hiệu của Tomahawa. Tomahawa hàng của Made in Japan. Đấy, Tomahawa hàng của Made in Japan này, bật mic hát rất là ok luôn. Con này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó đó là 230.000 đồng. 230.000 đồng, và đợt này em đang tri ân là bao ship cho các bác luôn. 230.000 đồng tri ân bao ship cho các bác luôn cái mã mic hát karaoke này nhé. 230.000 đồng bao ship, giá tốt luôn, giá tốt cho các bác luôn. Cái này là một mic và một dây, dây của nó là dài 5 mét, dây của nó dài 5 mét, để các bác ví dụ là có những cái chương trình hát ví dụ là nào đó thì chúng ta cũng có thể sử dụng được thoải mái, đều có thể sử dụng được thoải mái nhé. Đó, hàng đẹp luôn, thương hiệu Tomahawa, hát karaoke rất là ok. Đấy, 230k bao ship, 230.000 đồng bên nhà bao ship. Một cái mã sản phẩm kế tiếp bên nhà em xin giới thiệu với các bác, đó là một cái dòng lọ thả bồn cầu. Lọ thả bồn cầu nhé. Con này thì nó là hàng của Nhật. Đấy, các bác về các bác chỉ cần việc thả vào cái két nước của các bác là xong, cứ thả vào két nước của bác là xong. Dòng này thì nó rất là xịn luôn, nó là hàng mới, nó là hàng mới luôn. Đấy, các cái chi tiết, thông tin chi tiết của nó thì nó đều ghi ở thân vỏ này rồi. Đấy, con này thì nó sẽ có này là làm sạch bồn cầu này, khử mùi hôi này, và làm sạch khử mùi hôi và tạo những cái mùi nó dễ chịu. Đó, con này thì trọng lượng của nó là 250g, trọng lượng của nó là 250g. Giá của nó thì con này bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 40.000 đồng, 40.000 đồng một cái thả bồn cầu này. Em ghi thẳng giá đây luôn cho nó dễ nhé. Nó ra nước xanh rất là đẹp, mà nó thực sự ra là các bác luôn này. Nó thơm tho, nó thơm tho sạch sẽ trên nhà vệ sinh của mình. 40.000 đồng thôi. Giá mềm luôn, giá mềm luôn nhé. 40.000 đồng, 40.000 đồng. Số này số 6 lộn ngược này. 40k thả bồn cầu 40.000 đồng. Đấy, thả bồn cầu 40.000 đồng. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, bác nào mà hay có sở thích đi phượt hoặc bác nào có ô tô cũng nên có cái, nên chuẩn bị cái này. Giá chỉ 350.000 đồng. Xẻng này, cuốc này, xẻng này, cuốc này. Đấy, đây cái này em chưa xoáy chặt này, đây, xoáy chặt lại luôn cho thực tế. Xẻng này, cuốc này. Đấy, cái này bỏ dao ra nhé, cái đầu này bỏ dao ra, không được làm gậy nguy hiểm. Đấy, hoặc các bác có thể lắp được làm gậy để phòng thân này. Đấy, vừa làm xẻng, vừa làm cuốc và làm gậy. Nếu mà các bác ấy thì các bác có thể bạn lỏng cái này ra thì các bác có thể lấy thêm một đốt nữa thì để có thể dài thêm được 20 phân nữa. Đấy, thì là để chúng ta có thể làm gậy phòng thân. Còn con dao này thì không khuyến cáo các bác lắp vào cái đầu này đâu nhé, không khuyến cáo các bác lắp vào cái đầu này đâu. Con này thì các bác có thể lắp vào đầu trong, nhưng mà nó cũng có cái đầu này để các bác có thể ví dụ bác nào đi rừng, bác nào mà có sở thích đi rừng ấy, thì chúng ta cầm vào đây ví dụ là nhiều khi là đi đường dài xa gặp con rắn hay là những cái cành cây độc các thứ thì chúng ta có thể cho vào để chúng ta phát, hoặc là ấy, đây là tùy các bác. Còn con này thì là để các bác lắp để trên xe ô tô ấy, thì khi mà
khi mà các bác đi vào rừng đi vào chỗ xa lầy thì các bác có thể lấy cái này ra vừa làm xẻng vừa làm cuốc để các bác có thể xử lý, tại vì nhiều khi những chỗ xa lầy chúng ta không gặp được người cần giúp, không có thể nhờ người giúp thì chúng ta có thể lấy ra đấy, chúng ta làm xẻng làm cuốc này. Xa lầy đang ở xa lầy vào ruộng đấy, chúng ta có thể lấy cái này để cuốc đất ra để bánh xe nó đi lên đấy, hoặc là các bác có thể xúc đấy. Còn bác nào mà gặp trên đường ấy, chúng ta này để giới thiệu xẻng này, đấy, xẻng xúc này, hoặc là có thể phá kính này thì đã để cứu giúp người mà khi mà người ta gặp sự cố. Con này thì nó sẽ tháo rời ra cho chúng ta từng đốt nha, con này nó sẽ tháo rời cho các bác từng đốt này, tháo rời từng đốt như này để các bác có thể sử dụng rất là tiện lợi luôn nhé. Đấy, tháo rời ra luôn. Con này thì ở bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó đó là 350.000 đồng. Các bác lên cho em mã này, mã xẻng sinh tồn nhé, xẻng sinh tồn 350.000 đồng, và bên nhà em bao gồm phí ship cho các bác cái mã xẻng sinh tồn này. Đấy, 350.000 đồng, và bên nhà em bao ship cái mã xẻng sinh tồn này luôn. Hàng đẹp xịn xò luôn đây. Nó sẽ gồm có chúng ta đó là một đốt rời này, hai đốt ba đốt này, đấy, dao này. Đấy, dựng lên là nó sẽ như cái xẻng này, đá đánh lửa này, đấy, đầu tu vít này. Đầy đủ hết ở trong một cái bộ phận như này, đầy đủ hết trong bộ này. Đấy, cả đá đánh lửa luôn nhé. Cái này là đá đánh lửa, đánh được lửa đấy nhé. Đấy, cái này nó ngắn quá, cầm nó không đủ lực để siết vào. Đấy, nhưng mà các bác có thể nhìn thấy đây. Đấy. Có đá đánh lửa luôn cho các bác luôn nhé, chứ không phải không đâu. Đấy, hàng đẹp luôn. Đấy, còn cái đầu dao này thì cái đốt nào của nó. Đấy, ngoại trừ cái đốt đầu thì thôi. Ngoại trừ cái đốt này là không, nó bịt lại này. Còn đốt nào của nó cũng sẽ có để cho các bác lắp cái này. Để cho bác lắp cái dao này vào. Đấy, rất là tiện. Đấy, để các bác lắp dao này vào. Nhiều khi là đi trong các bác đi rừng ấy, vào trong rừng các bác ở Đắk Lắk ấy, em thấy các bác hay mua về để các bác đi rừng đi phượt ấy, thì rất là tiện. Ở cái dòng cái xẻng này, các bác cũng có thể là cái này làm lưỡi dao để các bác phát được. Bác nào mà hay đi trầm này, đấy, hay đi vào rừng để lấy mật, đấy, thì rất là tiện. Hoặc là đi phượt đi chơi thì cái mã này rất là tiện luôn. Đấy, tổng kích thước con này dài của nó là 93 cm, tổng kích thước chiều dài của con này là 93 cm nhé. Em đã đo rồi. Em đã đo rồi, nhưng mà đây để em đo lại cho các bác một chút. Tổng chiều dài con này là 93 cm, hơn 93.5, nhưng thôi em gọi là 93 cm nhé. 350.000 đồng, và bên nhà em bao ship cho các bác cái mã xẻng này 350k. Một cái mã sản phẩm tiếp theo, nó cũng liên quan đến ô tô, nó là dây câu bình. Đấy, đây này, khi các bác nhận hàng thì nó là một túi như này, nguyên xi như này. Đấy, và có một cái lưu ý là con này em này là 2000A nha các bác nhé. Một sợi dây của nhà em là 4m. Một sợi dây em là 4m, hai sợi của nó 8m. Một sợi là 4m, hai sợi là 8m. Nó có 4 cái đầu này để các bác kẹp vào, ví dụ là đây là kẹp vào cái bình ắc quy của xe người ta này. Kẹp vào bình ắc quy của xe nhà mình này. Đè, nổ. Đấy. Cái này dòng này gọi là dây câu bình. Dòng này chỉ dùng cho bác nào dùng có xe ô tô, xe hơi, xe tải, thì như nhiều lúc trong sự cố thì chúng ta có thể sử dụng nó rất là tiện lợi luôn. Một cái con này là 2000A. Con này thì bên em đang bán với cái mức giá của nó đó là 250.000 đồng. 250.000 đồng, và bên em bao gồm phí ship cho các bác luôn. Dây câu bình 250k, bao ship 250.000 đồng, của bên nhà bao ship nhé. Hàng đẹp luôn, hàng đẹp và xịn sò chất lượng luôn nhé. Hàng đẹp xịn sò và chất lượng luôn, nên là các bác có thể yên tâm, nhé. Hàng chất luôn. Dây câu bình 250.000 đồng, và bên nhà bao ship. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên em xin giới thiệu với các bác đó là một cái mẫu đèn laser trang trí nhé. Nó là ban ngày nên em phải vào trong này để em có thể review cho các bác. Đấy, để các bác có thể nhìn thấy nó rất là đẹp này. Nó rất là đẹp luôn này. Nó rất là đẹp và rất là ok luôn. Đấy, các bác có thể nhìn thấy nó nháy rất là đẹp đây này. Đấy, rất là đẹp đây nhé. Em để im mà cho các bác nhìn cái chỗ tia đỏ ở giữa nhé. Đấy, và tán của nó ra rất là rộng này. Đấy, cái đỏ ở giữa em vẫn để im chỗ nhé. Đấy, mà tán của nó ra rất là rộng luôn. Đấy, ra rất là rộng luôn. Và nó rất là đẹp. Nó có cả cái remote. Nó có cả cái remote này, để các bác có thể điều khiển này. Đấy, auto này, tự động này.
Đấy, tất cả các cái chế độ điều khiển nhấp nháy này, đấy, rất là ok luôn. Đấy, hoặc là không nhấp nháy, các bác muốn bật sang cái chế độ nào thì các bác đều có thể chuyển sang chế độ đấy được. Và con này nó có thể cảm biến theo cả âm nhạc. Đấy, theo cả âm nhạc. Đấy, thì ở đây thì em nói thì nó sẽ nhấp nháy này. Đấy, nói nó sẽ nhấp nháy cho chúng ta luôn, rất là đẹp luôn. Đó. Một cái đèn laser trang trí các bác nhé. Cái mã này thì ở bên nhà em đang bán với mức giá chỉ có 350.000 đồng thôi. Các bác có thể trang trí Noel, trang trí Tết. Đây là vẫn còn là vị ánh sáng đấy. Còn nếu mà nó tối hẳn đi ấy, thì nó còn đẹp long lanh lên nữa. Và cái độ tán của nó tỏa ra, các bác có thể nhìn thấy tán của nó tỏa ra rất là rộng và rất là đẹp luôn. Đấy, rất là rộng và rất là đẹp luôn nhé. Đấy. Con này bên nhà em đang bán với mức giá đó là 350.000 đồng. 350.000 đồng nhé. Thì nó sẽ gồm cho chúng ta đó là một cái bộ như này, điều khiển. Đấy, và nó chỉ có sợi dây cáp sạc thôi nhé. Nó chỉ có sợi dây cáp sạc cho chúng ta thôi. Đó, một cái bộ như này. Các bác lên cho em mã này là mã đèn laser trang trí. Bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 350.000 đồng. Và bên nhà em bao ship nhé. Để em vào chỗ tối để em có thể review cho các bác là các bác biết rồi. Đấy, là cái độ đẹp của nó như nào rồi. Đấy, giá dùng các thứ để các bác treo lên. Rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Các bác có thể để y một chỗ. Đó. Các bác đi qua kênh thì đừng quên cho shop em xin một nút like nhé các bác nhé. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu cho các bác một số những cái dòng bộ dao nhà bếp này. Đấy, cái bộ này thì em phải làm mẫu nên là nhìn nó hơi có vẻ là ấy thôi, nhưng mà khi các bác nhận hàng nó sẽ là bộ mới toanh luôn. Đấy, nó sẽ là bộ mới toanh luôn nhé. Một cái bộ dao nhà bếp đầu tiên muốn giới thiệu đến cho các bác đó là một cái bộ dao của Đức. Bộ dao của Đức này thì hộp nó là bằng hộp inox, cả bộ nó đây. Các bác để trên bàn bếp thì nó cũng rất là đẹp, rất là thanh cảnh luôn. Rất là đẹp và rất là thanh cảnh luôn nhé. Sau đây em xin đi vào chi tiết của cái bộ dao này cho chúng ta. Đó, đầu tiên cho các bác đó là một con dao Thái. Đấy, dòng dao Thái này thì nó là thương hiệu của Willing. Hàng này hàng đến từ Germany của Đức. Hàng đến từ Germany của Đức. Nói chung là hàng này thì hàng đẹp luôn. Hàng đẹp luôn nhé. Đây. Các bác có thể nhìn thấy nó hơi bóng của ánh sáng một chút nhé. Nhưng mà hàng này của nó thì là hàng nét luôn. Đấy, dòng dao đầu tiên là con dao Thái. Con này thì độ sắc thì không phải nói được nhá. Độ sắc thì không phải thử nữa. Tại vì làm sao thử ở trên này thì các bác cứ về thực tế. Cái này các bác phải dùng thực tế. Còn độ sắc của nó thì các bác yên tâm. Tại vì làm sao, nó bộ dao mới nên là các bác muốn em thái thịt nào cũng được. Thế nhưng mà cách qua cái lúc sử dụng của nó ấy, thì khỏi phản hồi của khách hàng. Đấy, qua cái phản hồi của khách hàng ấy, thì cái bộ dao này thì các bác yên tâm luôn. Kích thước của nó này 30,5cm. Từ phần lẫn đến phần cán của nó là 18. Và cái bản dao của nó là 4,5cm. Và cái bản dao của nó là 4,5cm. Đó là một con đầu tiên. Đó là một con dao Thái. Con thứ hai của nó, bộ này, đó là một con dao gọt hoa quả. Con dao gọt hoa quả này thì cũng rất là chất luôn. Rất là chất luôn nhé. Toàn bộ của nó là cán liền thân không nhé. Toàn bộ của con dao này là cán liền thân. Kích thước của nó này 20,7cm. Từ phần lưỡi phần cán của nó là 10,5. Và cái bản dao của nó là 1,8cm. Một con tiếp theo này. Con này nhé, các bác lưu ý nhé. Cái bộ dao Đức ấy, thì cái con dao chặt ấy, con dao chặt của nó này lúc nào cái đầu này này. Đấy, cái đầu này của nó thì nó cũng sẽ là tròn. Con dao chặt bộ nào của Đức cũng thế. Đấy, và cán liền thân nên là các bác ấy không sao, quên nó không cân. Đấy, thôi con Thái thì nhẹ không phải cân nhé. Con này thì nặng gần 400g. Trọng lượng của nó là gần 400g này. Cái kích thước của nó này, tổng chiều dài của nó là 29,7cm. Đấy, bản dao của nó đây là 17cm. Đấy, à đây là cái phần từ lưỡi phần cán. Và bản dao của nó là 8cm. Hàng này cũng là hàng của Willing của Đức. Thương hiệu Willing của Đức. Hàng đẹp luôn nhé. Hàng đẹp luôn. Đấy, con này các bác chặt thoải mái luôn. Các bác cầm các bác chặt thịt gà nó rất là vừa tay. Và các bác chặt gà vịt thoải mái. Một cái mã tiếp theo. Con này là dòng Thái bản lớn đúng không nhỉ? Cái dòng này là dòng Thái bản lớn. Đấy. Thái bản lớn thì đầu nó sẽ vuông này. Con này các bác về các bác thái thoải mái, các bác cầm các bác thái thoải mái luôn. Đó. Con này cầm rất là đầm, chắc tay, đều tay. Đấy. Lưỡi của nó này các bác có thể nhìn thấy. Hàng cực đẹp luôn. Đấy. Em xin đo cho các bác cái phần kích thước luôn nhé. Tổng chiều dài của nó con này là 31cm. Đấy, cái từ lưỡi phần cán con này là 18,4 cm. Và cái bản dao của con này của nó sẽ là 8,3. Đấy. Con này là dao Thái bản lớn nhé các bác nhé. Cái dòng này là dòng Thái bản lớn.
Một con tiếp theo đó là một con kéo cắt gà vịt. Thì con thái bản lớn này, kích trọng lượng của nó này là 3 lạng rưỡi, 3 lạng rưỡi, 350 gram. Một con kéo cắt gà vịt thực phẩm đó, cán liền thân luôn. Và một cái lít mài dao. Mà một cái lít mài dao thì ví dụ là cái dao cùn thì các bác em đi cán ấy, các bác cứ mài qua là xong. Đó. Và một cái hộp inox cực đẹp, cực sạch sẽ. Có lỗ thoát nước ở đáy nhé, khi các bác rửa dao ấy, các bác cắm vào rửa cái đồ này, các bác cắm vào này thì nước nó sẽ đọng xuống dưới này và nó sẽ chảy xuống dưới đây. Đó. Chọn một cái bộ này thì các bác lên cho em mã này là mã dao bộ dao Đức. Bộ Đức này. Bộ Đức này. 800k bao ship. Đấy, 800.000 đồng bao ship. Và ngoài ra còn tặng kèm theo cho các bác đó là một cái bào nạo. Đó là tặng kèm thêm cho các bác, đó là một cái bào nạo của Đức nữa. Đấy, là khi các bác mua một thì là được một bộ dao thì tặng kèm theo một cái nạo như này rồi. Đấy là rất là tiện lợi luôn, các bác về là các bác đã có cái bào nạo để các bác nạo luôn. Đó, đó là bộ dao Đức. Bộ dao này là hộp bằng inox. Giá của nó sẽ là 800.000 đồng và bên em bao ship nhé. 800k và bên em bao ship. Bộ thứ hai muốn giới thiệu đến các bác đó là một cái bộ dao hộp gỗ. Bộ này hộp gỗ sồi, con này thì nói chung là đẳng cấp rồi. Nếu các bác nào dùng cái bộ dao này thì đẳng cấp luôn. Đấy. Con này mà các bác những cái bộ dao này các bác mang biếu hoặc là mừng thì người ta ví dụ tân gia nhà mới hay là các bác có thể mua về biếu bố mẹ. Đấy, thì một cái bộ dao nhà bếp này nó rất là tiện. Đấy, nó rất là tiện mà nó đầm ấm. Tại sao chúng ta chăm lo đến căn bếp. Đây. Đầu tiên trong cái bộ dao này thì đây vẫn là cái đầu tròn này. Cái dòng này nó cao cấp hơn nhé. Bộ dao gỗ này cao cấp hơn. Đầu tròn này. Đấy. Thương hiệu của nó là thương hiệu của Willing. Cũng là của Willing này. Hàng cũng là của Germany của Đức này. Cán cũng là liền thân nhé. Nhưng mà cán của nó lại là bằng ốp gỗ nhé. Cán nó lại bằng ốp gỗ này. Hàng đẹp luôn. Các bác có thể nhìn thấy. Con này là con dao chặt. Trọng lượng con dao chặt này. 400g. Trọng lượng con dao chặt này là 400g. Cầm rất là đầm tay. Chặt gà vịt thoải mái luôn. Đó. Kích thước này quên. Kích thước em đo cho các bác luôn nhé. Đấy, các bác nhận hàng cứ đúng hàng như em quảng cáo luôn. Tổng chiều dài con này nó sẽ rơi vào gần 30cm. Suýt sát 30. Đấy. Từ phần lưỡi đến phần cán của nó này. Con này là 17. Và bán dao của con này thì nó là 8,3. Đó là đầu tiên là con cái dao chặt. Thứ hai đó là một con dao thái bản lớn đấy. Cũng là cán liền thân luôn. Đầu của nó là đầu vuông nhé. Cán liền thân đầu nó đầu vuông này. Hàng chất luôn. Hàng chất luôn. Đấy. Hàng thương hiệu của nó là Willing. Hàng của Germany của Đức. Đẹp. Nói chung là hàng này đẹp. Tổng chiều dài của nó là 31cm. Từ phần lưỡi phần cán của nó là 17,8. Và cái bản dao của nó là 8cm. Và cái bản dao của nó là 8cm. Cán cũng là liền thân luôn nhé. Cán cũng là liền thân luôn. Trọng lượng của nó là 300g. Hơn 300g một chút. Một con tiếp theo nó là con dao thái. Hàng này đẳng cấp luôn nhé. Đẳng cấp luôn. Cái bộ này mà các bác mang đi mà biếu thì thoạt tuyệt vời luôn. Thứ nhất là biếu. Thứ hai là các bác để nhà dùng thì nó sang luôn cả căn bếp luôn. Tại vì nếu bác nào mà tủ bếp ấy, cái bàn bếp ấy, để cái dao này, bộ dao này rất là tiện, rất là đẹp. Đấy. Đấy. Trọng lượng của nó này 200g. 200g nhé. Tổng chiều dài con này nó sẽ là 30,7cm. Đấy, từ phần lưỡi đến phần cán của nó này 18cm. Bán dao con này nó sẽ là 4,5. Một con dao quả trái cây hoa quả. Cũng là của Willing của Đức. Bộ này xịn luôn, bộ này rất là cao cấp không nhé. Đấy, tổng chiều dài của nó là 23cm. Từ phần lưỡi phần cán là 12,5. Và bán dao của nó là 2,2cm. Cuối cùng nó là một cái kéo cắt gà vịt thực phẩm. Kéo cắt gà vịt thực phẩm này. Đó. Cũng là cán liền thân luôn nhé. Cũng là cán liền thân luôn. Đó. Và đây là một cái hộp đựng dao bằng gỗ. Hộp đựng dao bằng gỗ này. Đẹp. Đẹp luôn. Đấy, đẹp luôn nhé. Các bác lên cho em mã này là mã bộ dao gỗ nhé.
Đấy, vẫn được tặng kèm theo đó là cái nạo nhé cô nhé, vẫn được tặng kèm theo đó là một cái bào nạo. Đấy, vẫn là tặng kèm theo nó là một cái bào nạo của Đức. Đó là phần quà tặng kèm theo bên nhà em. Đó, và giá của nó thì bên nhà em đang bán, các bác lên cho em mã này là bộ dao gỗ này. Bộ dao gỗ 1.300.000. Bao ship tặng nạo. Đấy, các bác lên cho em mã này mã bộ dao gỗ nhé. 1.300.000 đồng và bên nhà em bao ship. Ngoài ra thì vẫn được tặng kèm theo đó là một cái nạo, bào nạo đa năng của Đức. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Đấy, mua hàng lại còn có quà nữa. Mua hàng thì em lại còn có quà nữa nhé. Một cái mã bộ dao tiếp theo bên em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái bộ dao của Nhật. Bộ dao này thì nó cũng là một cái bộ dao inox, hộp inox thì em xin lỗi, bộ dao hộp inox. Các bác có thể nhìn thấy đầu tiên một con dao chặt. Cái dòng dao chặt này thì nó đỡ phải phân vân hơn con kia, tại vì thứ nhất là trọng lượng của con này, trọng lượng của nó là nặng 400 gram, trọng lượng 400 gram. Và ở đây thì các bác có thể để ý chữ G50 này, G50 này, thì tránh các bác cầm nhầm nhé, để các bác dùng dao thái thành chặt, chặt thành thái. Thì đây, đấy, cán của nó thì là cán chống chân chuột, cán chống chân chuột này, cầm rất là đầm tay luôn. Và các bác chặt gà chặt vịt thì con này riêng con này thoải mái luôn. Đấy, chất liệu bằng thép không gì, chất liệu bằng thép không gì, rất là ok luôn. Kích thước nhé, cm từ phần lưỡi phần cán là 19, và bán dao của con này thì là 8,3 cm. Đấy, chữ của nó là chữ vàng luôn nhé. Khi các bác nhận hàng ấy, là hàng mới nhưng mà các bác cứ khui hộp ra kiểm tra thoải mái cho em. Đó là mã đầu tiên, đó là một con dao chặt. Còn con dao thái bản lớn đấy, các bác lưu ý cho em là con dao thái bản lớn là nó mã của nó là G49. Đấy, nhưng trọng lượng của nó còn nhẹ hơn, trọng lượng của nó nhẹ hơn nhé, con mảnh có 300 gram thôi. Các bác cầm vào tay là các bác biết luôn, các bác cầm vào tay nó nhẹ hơn là các bác biết luôn. Cán chống chân trượt nhé, các bác cầm nhé, các bác chặt gà vịt mỡ các thứ các bác cũng không sợ. Kích thước tổng chiều dài của nó là 29 cm, từ phần lưỡi phần cán của nó là 17,5 nhé, và bán dao của con này nó sẽ là 8,4 cm. Con này là dòng dao thái bản lớn, thái bản lớn, thương hiệu của nó là Gunbo này. Hàng này của nó là hàng nội địa Nhật nhé. Đấy, những cái dòng này mà các bác đi biếu thì chấm hết luôn, quá tuyệt vời. Đấy, quá tuyệt vời luôn, hàng đẹp luôn nhé. Các bác thì nhìn bàn tay em này. Đấy, dòng này là dòng thái bản lớn nhé, thái bản lớn. Một con tiếp theo, một con thái, một con dao thái Gunbo này. Đấy, một con dao thái Gunbo này, rất là sắc luôn nhé. Những cái dòng này thì các bác lưu ý cho em một chút là nó rất là sắc, nên là các bác dùng các bác khéo léo một chút. Đấy, không đứt tay. Cái dòng này mà thái thịt bò tết thì thôi, chấm hết luôn. Con này em có bán lẻ nhé, riêng cái dòng con này thì nhà máy nó có lẻ. Đấy, con này em đang bán lẻ, có bán lẻ. Đấy, ôn mô của Nhật, hàng nét luôn nhé, hàng nét luôn. Kích thước của nó này, từ nãy giờ hai con kia có đo kích thước gì, có khi quên thì sao ấy. 30,3 cm, từ phần lưỡi phần cán của nó là 17,5, và bán dao con này nó là 5 cm, bán dao của nó là 5 cm. Một con dao gọt trái cây, một con dao gọt trái cây, tổng chiều dài của nó này 21 cm, từ phần lưỡi phần cán là 11,5, và bán dao của con này thì là 2 cm. Con này không đo trọng lượng nhưng con gọt trái cây để nó nhẹ tinh ấy mà. Một cái liếc mài dao, một cái keo cắt thực phẩm, một cái hộp đựng dao inox. Con này thì các bác lên cho em mã này, mã bộ dao Nhật nhé. Vẫn được tặng nạo nhé, vẫn được tặng nạo, nhưng mà nó không có nạo Nhật nên là em tặng nạo Đức nhé. Nó không có nạo Nhật nên em tặng nạo Đức. Các bác lên cho em mã này, mã bộ dao Nhật. Bộ dao Nhật 850k, bao ship tặng nạo 850.000 đồng, và bên em bao ship nhé. Đã thấy là còn tặng kèm theo đó một cái nạo cho các bác luôn. Đó, hàng thì các bác yên tâm rồi. Nhận hàng nhé, kiểm tra hàng thoải mái, rồi các bác mới phải thanh toán cơ. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng nhà em thoải mái, rồi các bác mới phải thanh toán. Đấy, đây là 3 bộ dao, 3 cái bộ dao bên nhà em.
đó. Thì các bác ưng sản phẩm bộ nào thì các bác liên hệ trực tiếp với số hotline bên em đang góc màn hình nhé. Đấy, các bác đi qua kênh thì đừng quên cho shop em xin một nút like, một nút đăng ký kênh các bác nhé. Cây sen vuông đây. Con này thì nó sẽ có cái củ của nó, cả một bộ của nó như thế này. Đấy, các bác về các bác có thể chỉnh thoải mái luôn, nóng lạnh. Con này thì đơn giản hơn, vòi của nó thì các bác có thể gấp và mở rộng ra. Đấy, xoay 360 độ đều rất là tiện, đều rất là tiện nhé. Hàng này thì thương hiệu của nó là thương hiệu của HVMA của Germany, của Đức. Germany của Đức này. Dòng này là cây sen của nó là cây sen vuông thôi nhé. Dòng này cây sen của nó là cây sen vuông. Màu của nó là màu xám. Các bác nào bây giờ thường thường là các bác đang để phòng tắm ý, thì chúng ta để những cái màu gạch sáng thì con này vào nó rất là ok luôn. Nó rất là ok luôn mà nó rất là đẹp luôn nhé. Con này thì các bác có từ cái kích thước cố định của nó này. Kích thước cố định của nó là 70cm và các bác có thể rút lên khoảng tầm 50cm nữa. Đây, các bác có thể nâng lên hạ xuống này. Các bác mở cái chốt này ra. Đấy, các bác mở cái chốt này ra và các bác có thể nâng lên hạ xuống khoảng 50cm nữa. Đấy, vẫn thả nâng lên thoải mái. Đấy, nâng lên hạ xuống. Các bác nâng lên hạ xuống. Đấy, rồi các bác chốt cái này lại. Đấy, hạ xuống này. Được tầm 50cm nữa. Con này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 1.300.000 đồng. Đây là một cái bát sen tắm cây này, còn đây là bát sen thường này. Đấy, đây là một cái bát sen thường. Đấy, hàng ok luôn nhé. Hàng ok luôn. Con này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 1.300.000 đồng. 1.300.000 đồng và bên nhà em bao ship nhé. Đấy, các bác lên cho em mã là cây sen vuông nhé. Cây sen vuông 1.300.000 bên nhà em bao ship. Một triệu 300.000 đồng ở bên nhà em bao ship. Hàng đẹp luôn nhé, hàng đẹp luôn. Các bác yên tâm một điều đó là nhận hàng, kiểm tra hàng nhà em thoải mái rồi tính toán nhé. Còn đây này, một cây sen phím đàn này. Con này của nó thì nó hơi kỳ công hơn một chút. Con này dòng này của nó hơi kỳ công hơn một chút. Nó là phím đàn. Con này thì của nó có hiển thị nhiệt độ. Con này nó có hiển thị nhiệt độ này. Đấy. Các bác lắp nước vào nó sẽ tự hiển thị nhé. Cái dòng này thì các bác lắp nước vào nó sẽ tự hiển thị. Dòng này của nó cũng là của Germany. Design Germany của Đức. Con này thì máu nước. Hàng này chất luôn. Đấy, cái cửa xả tự do của nó đây. Cái cửa xả tự do của nó đây. Và bên trên của nó thì nó có những cái cây sen. Bên trên của nó có những cây sen và sen tay này. Đấy, đây sen tay. Em đang để đây thì nó hơi lỏng đẻo nhé. Để lúc nào em sẽ lên cây sen thì em sẽ giới thiệu cho các bác luôn. Đẹp luôn. Hàng đẹp luôn nhé. Đây, sen tay. Đó. Con này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá nó là 1.900.000 đồng nhé. 1.900.000 đồng một cái mẫu cây sen này. Cây sen đúc này. Cây sen này tròn này. Con này là củ của nó là củ đồng nhé các bác nhé. Củ của nó là củ đồng. Đây, để em xoáy ra để em review cho bác luôn. Củ này bằng củ đồng, loại đồng. Nên là nó rất là bền. Đấy, loại của nó là loại đồng nhé. Đây là rất là bền luôn. Đấy, phím đàn của nó đây. Đấy, nó có 4 cái phím. Đầu tiên của nó là một cái vòi xả tự do này. Đấy. Thứ hai của nó là một cái xịt này. Cái thứ hai nó là một cái xịt này. Cái thứ ba của nó là một cái bát sen cây này. Và cái thứ tư của nó là một cái vòi sen tắm này. Đấy. Và con này nó có hiển thị nhiệt độ cho chúng ta luôn. Và nó có thể hiển thị nhiệt độ cho chúng ta luôn. Phụ kiện bắt chân với lại các thứ là đầy đủ nhé các bác nhé. Phụ kiện các thứ là của nó là đầy đủ. Nên là các bác cứ yên tâm. Phụ kiện đầy đủ luôn. Giá của nó thì ở bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 1.900.000 cây sen phím đàn và bên nhà em bao ship nhé. 1.900.000 đồng bên nhà em bao ship cho các bác cây sen phím đàn. Bao ship 1.900.000 đồng ở bên nhà em bao ship cây sen phím đàn. Hàng đẹp luôn đi nhá, hàng đẹp luôn. Đấy, các bác về chỉ việc sử dụng thôi. Đây là em đang tháo ra nguyên cái củ của nó thôi. Nguyên cái củ của nó thì là nặng phết đấy. Đây, để em lấy cân, em cân cho các bác luôn. Để em tháo dây ra, để em tháo những dây cấp này ra, để em lấy cân, em cân cho các bác xem là nguyên cái củ này là nó nặng là bao nhiêu luôn nhé. Nguyên cái củ này là em sẽ xem là nó nặng bao nhiêu để em có thể review cho các bác. Cân này không nhé, nặng lên gần 1.9 cân các bác nhé, nặng lên gần 1.9 cân cơ. Thì thực ra là cũng có một cái điều lưu ý cho các bác ấy là trên thị trường ấy thì cái dòng 1.4 cân
thì nó rẻ hơn rất là nhiều, hoặc là những cái dòng trọng lượng của nó nhẹ hơn thì nó sẽ rẻ hơn rất nhiều. Tại vì làm sao, nó quan trọng ở cái khối lượng đồng bên trong này, cái khối lượng đồng của cái củ hũ bên trong này đấy, thì là nó nặng hay nó nhẹ thì là chúng ta có thể tham khảo những cái mã đấy như thế để chúng ta có thể nắm, các bác có thể nắm được hàng này thì chất lượng rồi. Đồng bên trong này nên là các bác không sợ bị hoen gì. Cây sen phím đàn, một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái vòi xịt vệ sinh này. Vòi xịt vệ sinh con này thì vòi bằng inox, các bác có thể nhìn thấy rất là đẹp, các bác có thể nhìn thấy nó rất là đẹp, rất là chất luôn, rất là đẹp, rất là chất. Các bác có thể xịt rửa vệ sinh, các bác có thể xịt rửa vệ sinh rất là tiện, rất là tiện lợi luôn. Con này của nó thì bằng inox mờ thôi, nhưng mà nó dùng rất là ok luôn. Phụ kiện thì đầy đủ cho các bác, là những cái giá treo các thứ là đầy đủ, phụ kiện là những giá treo này các thứ là đầy đủ đó. Đây, các bác về các bác treo đi, các bác về các bác treo đi và bắt vào tường, nói chung là rất ok luôn. Con này thì bên nhà em đang bán với cái mức giá của nó đó là 130.000 đồng, 130.000 đồng một cái xịt vệ sinh này. Đấy, xịt vệ sinh hay là còn gọi là chỗ xịt để các bác lắp chỗ bẹt thì gọi là, hay còn gọi là xịt đít được đó. Mà giá thì tốt luôn, giá thì tốt luôn nhé, chỉ có 130.000 đồng, hàng đẹp luôn. Dây của nó ở đây thì có một cái dây tầm 1 mét, dây của nó thì một cái dây dài tầm 1 mét nhé. Đây, một cặp bộ của nó như này, 130.000 đồng, giá tốt luôn. Một cái mã sản phẩm tiếp theo để nhà em xin giới thiệu với các bác, đó là một cái dòng củ sen này là dòng củ sen này là củ sen bóng nhé các bác, bên trong này nó cũng là lõi đồng. Củ sen này là củ sen bóng, bên trong này nó cũng lõi đồng. Con này của nó thì hàng của nội địa Nhật, Made in Japan, hàng dùng chất luôn nhé, hàng dùng chất luôn. Đấy, các bác về các bác sử dụng rất ok luôn, rất ok. Đấy, cái dòng này nó có cả cái ấy để các bác lọc được cái rác ra. Đấy, về chỉ việc sử dụng thôi, các bác có thể lắp vào, tháo ra lắp vào. Đó. Một cái củ sen này, phụ kiện của nó này các bác, phụ kiện của nó sẽ có cái chân chữ Z các thứ cho chúng ta này, và đầu bịt. Một cái bộ như thế này bên em đang bán với cái mức giá của nó đó là 550.000 đồng như các bác, 550.000 đồng, và bên em bao ship cho các cái củ sen này. Các bác lên xem mã này là mã củ sen. Bao ship 550.000 đồng ở bên nhà bao ship cho các bác cái bộ củ sen này nhé. Đầy đủ phụ kiện. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu cho các bác, đó là một cái mẫu vòi chậu rút ở đây dưới này nhé. Các bác về các bác dùng thì chúng ta sẽ lắp cái đối chậm. Con này thì dòng xịn rồi, dòng này xịn rồi, 900.000 cơ. À, nói chung là cái dòng rẻ thì em cũng có, cái dòng rẻ mà hơn 400 thì cũng có, nhưng mà cái dòng này thì là nó là dòng xịn, dòng này là dòng lõi đồng, dòng này của nó là dòng lõi đồng, cũng có thể xoay được 360 độ này. Dây của nó cũng có thể rút ra này. Đấy, khi cái đối trọng của nó thì các bác sẽ bị, các bác thả tay ra thì nó sẽ tự động nó rút lại. Đấy, cái đối trọng của nó sẽ tự động rút lại cho chúng ta. Đấy. Đó. Rất là ok luôn, nó sẽ tự động rút lại và các bác có thể rút ra. Con này của nó thì củ bằng đồng nhé, dây của nó cũng có dây cấp bằng nóng lạnh, dây của nó cũng dây nóng lạnh này. Đó, hàng đẹp luôn nhé, hàng đẹp luôn. Con này thì giá của nó là 900.000 đồng cơ. Đấy, hàng của nội địa Nhật, Made in Japan này, hàng thì dùng chất luôn, hàng này dùng chất luôn nhé, 900k và bên nhà bao ship nhé, hàng mới luôn, 900k bên nhà bao ship. Cái này thì các bác yên tâm là cái này là vợ em làm rơi xong, nhưng mà con này em sẽ không gửi cho các bác, và con này nhà em sẽ dùng. Đấy, nên là các bác yên tâm. Đó, không phải bảo là nó làm rơi đây nó bán cho mình cái xước nhảy đâu, mà em sẽ sử dụng cái mẫu này. Đấy, nên là các bác có thể yên thoải mái sử dụng, thoải mái yên tâm luôn. Đó, củ sen nhé, củ sen. Em xin lỗi, vòi chậu rút 900k, vòi chậu rút 900.000 đồng. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu cho các bác một số những mẫu giá này. Ở đây thì đầu tiên thì xin giới thiệu cho các bác cái giá góc trước. Những nhà bác nào mà cái diện tích ở phòng tắm ấy của nó hơi chật, hơi chặt thì chúng ta có thể lắp cái giá góc này vào bên trong cái góc tường ấy, góc tường góc hồ kỹ thuật ấy. Thì bên trong này thì chúng ta có thể những cái ví dụ như là dầu gội, sữa rửa mặt các thứ. Đây các bác để này thì nó rất là gọn gàng.
cái dòng này của nó thì bằng inox cơ, nên là các bác yên tâm, xà phòng tắm các thứ các bác để đây, khung sườn rất là chắc chắn luôn, khung này rất là chắc chắn luôn. Đấy, nên là các bác có thể yên tâm, để em đo cho các bác luôn cái kích thước này. Kích thước nhé, chiều cao trước nhé, chiều cao của nó sẽ rơi vào 34,5 nhé. Cái từ trong cái góc tường ra đây là 23. Hai tầng nhé, inox, hai tầng inox. Con này thì ở bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 350.000 đồng, và bên nhà em bao ship nhé, dòng này bằng inox này. Hàng này nói chung là các bác yên tâm một điều, đó là dùng về bền luôn, các bác không phải lo lắng là bảo là sợ bị ven dỉ hay là sợ bị hỏng hay là các thứ gì cả, vì nó rất là bền. Bên dưới này các bác có thể tháo rời ra vì nó bắt bằng ốc, thế nhưng mà chúng ta cũng có thể tháo rời thoải mái đó, rất là tiện luôn. Inox các bác có nhìn thấy, em có thể xoay gương được. Đây này, em đây này, xin chào các bác này. Đấy, chẳng qua là nó có những cái lỗ này thôi, chứ không thì xoay gương được thoải mái luôn. 350.000 đồng nhé, và bên em bao ship cho các bác cái mẫu giá góc này. Một cái sản phẩm nữa này, con này thì cũng là một cái giá chữ nhật, cái giá chữ nhật này. Con này thì nếu mà phòng tắm các bác rộng ấy, thì các bác lắp ở trên chốc cái bệt, lắp bệt trên chốc cái bệt cho bác ngồi vệ sinh ấy, hay là các thứ thì nó rất là thoải mái luôn. Cái dòng giá này thì nó cũng bằng inox, cái dòng giá này nó cũng bằng inox nhé. Đây, kích thước của nó này 34 cm, chiều ngang của nó nhé, chiều ngang của nó là 34,5, và một cái chiều rộng của nó này có 13 cm thôi. Nó cũng rất là tiết kiệm diện tích, hai tầng. Đấy, inox con này là bằng inox, dòng này bằng inox 304 nhé, có nhé, 304. Đấy, các bác lên cho em mã này là mã giá chữ nhật hoặc là giá thẳng, giá chữ nhật hoặc giá thẳng nhé. Giá của nó cũng là 350.000 đồng thôi. Các bác có thể mỹ phẩm, dầu gội các thứ ở đây. Nói chung là chị em phụ nữ thì phải dùng nhiều, chứ còn cánh đàn ông bọn em chỉ có nhiều nhất là một chai dầu gội với chai sữa rửa mặt thôi. Nhưng mà dùng con này rất là ok này, các bác treo lên rất là gọn gàng, rất là gọn gàng luôn. 350.000 đồng, 350.000 đồng một cái mẫu giá thẳng này, và bên nhà em bao ship nhé, và bên nhà em bao ship. Còn một cái mã nữa này, một cái siêu phẩm luôn, con này thì rất là tiện. Đấy, một cái giá phơi quần áo này, một cái mẫu giá phơi quần áo này. Con này thì các bác có thể gấp lên hạ xuống, gấp lên hạ xuống, rất là tiện. Kích thước của nó nhé, kích thước của nó em xin đo cho bác luôn, 35 nhân với lại một cái chiều ngang này 59. Con này thì rất là tiện luôn, các bác có thể gấp phơi quần áo, phơi treo khăn, phơi quần áo này. Đấy, không dùng nữa thì các bác có thể gạt nó lên. Đấy, không dùng nữa thì các bác có thể gạt nó lên, và ở đây các bác có thể treo quần áo khi các bác tắm. Con này treo ở phòng, nếu mà bác nào mà thuê những nhà trên phố ấy, mà nó không có cái chỗ mà chúng ta phơi đồ ấy, thì chúng ta có thể khoan tận dụng cái vị trí bên ngoài một tí, gọi là cửa sổ thôi. Chúng ta chỉ cần xem, em ném dốc xuống xem, các bác chỉ cần độ thoáng của nó ở hai cái nhà khe nhà 25 phân thôi, 25 phân thôi là các bác có thể lắp được cái này. Đấy, các bác khoan vào và các bác có thể quặc treo phơi quần áo ở đây. Đấy, hoặc là các bác có thể treo trong nhà tắm đều rất là ok. Con này bằng inox nên các bác cũng không sợ bị ven gì nhé. Giá của nó là giá gấp, các bác lên cho em mã này mã giá gấp treo quần áo. Con này bên nhà em đang bán với cái mức giá nó là 400.000 đồng, 400.000 đồng, và bên nhà em bao ship 400k bao ship. Một cái mã sản phẩm tiếp theo bên nhà em xin giới thiệu với các bác, đó là một cái dòng đèn sưởi Copman 2 bóng. Con này thì nó sẽ sử dụng nguồn điện cho chúng ta, nguồn điện 220V. Mỗi con này thì là công suất của nó là 275W, tức là con này thì cả một bộ này công suất của nó là 550W, 550W đèn sưởi nhà tắm. Đấy, con này về thì đây, các bác có thể sử dụng điện 220V này. Con này các bác nếu mà ví dụ bình thường nóng quá thì các bác bật 1 bóng, nóng ngoài lạnh quá thì các bác bật 2 bóng. Nói chung là lên nhiệt rất là ok luôn, lên nhiệt rất là ok luôn, và có công tắc riêng. Cái dòng này thì nó sẽ có công tắc riêng cho chúng ta luôn đó, để các bác có thể sử dụng thương hiệu Copman. Dòng này thì nó là một cái thương hiệu của Germany của Đức. Đấy, và nó liên doanh với công ty của Việt Nam và nó sản xuất tại Việt Nam. Hàng này thì các bác lắp trong nhà tắm thì rất ok, các bác treo lên nhé. Nó ở đây nó có một cái giá này, nó có một cái giá này, để các bác khoan mắt vít vào tường này, và các bác chỉ cần việc đặt cái thiết bị nhà tắm các bác lên nhà thôi là ok, là ok nhé. Đây, các bác treo nó lên đó, thì nó rất là tiện và rất là dễ sử dụng, nó rất là tiện và rất là dễ sử dụng. Cái giá treo, giá bắt này, các bác bắt lên rất là ok nhé. Con này thì các bác sử dụng nó cũng rất là tiện,
tương đối là tiện lợi, và đặc biệt nó sử dụng đây, một bóng hai bóng, hai công tắc riêng, hai cái công tắc riêng. Đấy. Và con này thì giá của nó bên nhà em đang bán với cái mức giá đó là 250.000 đồng, và bên nhà em bao ship nhá, 250k bao ship, 250.000 đồng bao ship, hàng mới nguyên hộp luôn cho các bác luôn, hàng mới nguyên hộp luôn cho các bác luôn, hàng đẹp xịn sò, đèn sửa nhà tắm. Vừa rồi thì em Dân vừa mới giới thiệu đến các bác một số những mẫu, một số những dòng sản phẩm bên nhà em nhé. Cảm ơn các bác đã xem video của em. Em Dân xin phép được dừng video tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn các bác.